trạm thu giá BOT quốc lộ 38. Tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục tu sửa, nâng cấp, làm mới 28,6 km đường. Dự án chúng tôi đã làm xong, đoạn đường cũng tương đối đẹp, hai làn từ km số 4+200 cho đến cầu Hồ và từ cầu Hồ đến Hải Dương là nâng cấp cải tạo, mở rộng mặt đường. Cho nên là đoạn đường đó lái xe đi vào sẽ rất là đông. Đồng thời là cũng đi qua trạm thu phí mà chúng tôi đã kiểm tra và thống kê lại trong quá trình thu thử. Thì mỗi một ngày dự kiến chúng tôi là khoảng độ 600 triệu. Câu chuyện bắt đầu nảy sinh từ việc rất nhiều phương tiện lựa chọn đi vào đường tránh thuộc địa phận thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, cách trạm thu giá cách đó hơn 500 mét. Chật hẹp hơn, khó đi hơn, nhưng tiết kiệm hơn. Quan trọng hơn, đó là sự lựa chọn của người tham gia giao thông. Nó cũng phức tạp nhưng mà khó khăn thì họ cũng phải chịu thôi. Giờ toàn dân kinh doanh, bây giờ họ cũng phải đi né trạm thu phí thôi. Hơn 28 km quốc lộ 38 không thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần BOT 38, ngay cả khi doanh nghiệp này là mới gần 10 km đường. Bản chất của câu chuyện phí hay giá không nằm trên những văn bản, giấy tờ quy định thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Sự đánh tráo khái niệm thể hiện rất rõ ràng thông qua cách hiểu một chiều Nghị định số 149 năm 2016 của Chính phủ. Đường của công khác, đường của riêng một cá nhân, một doanh nghiệp nào đó khác. Chưa nói về những hệ lụy tiếp theo của việc thu phí đổi sang thu giá, nhưng mà ngôn ngữ tiếng Việt là không ổn. Bởi vì thu phí thì mới có nghĩa, còn thu giá không có nghĩa. Bởi vì rằng khi anh cung cấp một dịch vụ cho người dân thì cái mà người dân phải trả là phí cho dịch vụ đó, tức là anh trả phí. Nhưng mà phí đó có thể thấp hay cao thì lại do là giá xác định. Anh xác định cái giá phí như thế nào thì phí nó có thể thấp hay cao. Như vậy là cái anh thu là thu phí, chứ không thể thu cái giá trị bằng tiền, tức là giá là giá trị bằng tiền của cái dịch vụ đó. Giữa phí với giá, người dân không có sự lựa chọn. Phí hay giá thì họ đều phải trả tiền cho việc đi lại trên chính con đường vốn thuộc sở hữu toàn dân. Như vậy, gọi là trả giá có khi hợp lý hơn là thu giá. Trước đây gọi là thu phí, vậy bây giờ gọi là thu giá, hỏi có thu tiền gì đấy. Thu tiền thôi, nó không hợp lý. Ở chỗ lại cung cấp cho người ta một cái dịch vụ, ví dụ như là đi 8 km chẳng hạn. Thế thì xê xích thì 10 km chắc dân cũng không thắc mắc đâu. Dân ta cũng không phải là người có thắc mắc. Thế nhưng mà thu đi 8 km mà thu người ta đến 20 km thì người ta bắt thắc là phải. Người dân sẵn sàng trả tiền sử dụng dịch vụ có ích cho họ thay vì lợi ích của một nhóm người nào đó. Họ từ chối đồng nghĩa với việc khái niệm phí hay giá không quan trọng. Quan trọng là ở khái niệm bị đánh tráo một cách trắng trợn mà thôi.